Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Bởi khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất", có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục, phương thức bố trí công năng, mặt bằng cũng như là phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về những thế sát thường gặp phải khi bố trí phòng vệ sinh. Thế sát đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu trong video chương trình lần này sẽ là trường hợp nhà vệ sinh đặt ở tại khu vực cửa ra vào hay còn gọi là khu vực huyền quan sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các thành viên sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp này, thường thì gặp phải nhiều tại các hộ chung cư do cần tiết kiệm không gian trong nhà nên sẽ thường bố trí phòng vệ sinh gần trước cửa chính ra vào. Như các bạn đã biết, nhà vệ sinh là nơi sẽ sản sinh ra những âm khí, uế khí, đại môn là nơi nạp khí cho căn nhà của mình. Khi đặt nhà vệ sinh tại khu vực đó, dẫn tới phần âm khí, uế khí theo đường nạp khí của căn nhà quét tán ra khắp toàn bộ căn nhà, khiến cho sức khỏe của toàn bộ các thành viên trong nhà ảnh hưởng lớn và dẫn tới ngôi nhà của bạn trở nên âm u, nặng nề, nhiều âm khí. Với trường hợp này, sau khi tham khảo ý kiến của thầy Gia Cát kết hợp với các chuyên gia phong thủy của Phong thủy Lộc Tài, chúng tôi xin đưa ra phương án hóa giải như sau. Phương án tối ưu nhất sẽ lập huyền quan cho căn hộ và sử dụng bộ hoa mai trấn sát kỵ tà, lọc khí dán trước khuôn cửa chính của căn hộ. Cùng đó, tại chính căn nhà vệ sinh sẽ làm phần tay co thủy lực để giữ cửa luôn đóng lại, không cho phần âm khí uế khí thoát ra ngoài. Kết hợp với sẽ sử dụng thêm 3 đồng hoa mai rời gắn tại khuôn cửa nhà vệ sinh để hóa giải hết phần âm khí uế khí. Ngoài ra, do trong nhà vệ sinh sẽ có nhiều phần âm khí nên mệnh chủ có thể sử dụng thêm một hũ đá thạch anh nhỏ đặt vào trong góc khuất trong nhà vệ sinh để kích hoạt phần dương khí, tạo cân bằng âm dương. Thế sát tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video lần này chính là thế sát phòng bếp đặt cạnh nhà vệ sinh. Đây là thế sát thường thấy nhất khi mà chúng tôi đi khảo sát, nhất là tại các căn hộ chung cư. Thế sát này được hiểu là khi bố trí mặt bằng công năng để thuận lợi cho các tiện ích, các công việc. Việc bố trí đường nước ra, nước vào trong nhà thường là khu vực nhà bếp sẽ được bố trí gần sát khu vực nhà vệ sinh nhà mình. Trường hợp thứ hai là sẽ bố trí hai bên đối diện nhau, có thể hai cửa đối nhau hoặc là cửa nhà vệ sinh nhìn ra khu vực phòng bếp. Mà như các bạn đã biết, nhà bếp là nơi chủ quản về việc nấu nướng, khu vực vượng hỏa khí trong nhà, khu vực nhà bếp thì lại là nơi sử dụng nhiều, dẫn tới thủy khí rất vượng, thủy hỏa tương chiến sẽ tạo ra những nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới các thành viên trong nhà. Cùng với đó, nhìn theo góc độ vệ sinh, khu vực bếp là nơi chúng ta sẽ nấu cơm nước, tạo ra những món ăn ngon, mang lại sự thoải mái cũng như là sức khỏe tới cho gia đình nhà mình. Khi đặt cùng với khu vực nhà vệ sinh là nơi sẽ tụ tập những thứ sản sinh ra âm khí, uế khí, những loại vi khuẩn xấu bẩn dẫn tới ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và quan trọng hơn hết là dẫn tới các thành viên trong nhà dễ mắc phải bệnh tật. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn thì thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải từ hai phía cả khu vực nhà bếp và khu vực nhà vệ sinh nhà mình như sau.
Đối với khu vực nhà bếp cần để thông thoáng, tốt nhất đón được ánh sáng tự nhiên để tăng dương khí cũng như là sự thông thoáng. Kèm với đó là luôn luôn phải giữ gìn sạch sẽ, không được để khu vực này ẩm thấp. Cùng với đó, nếu như phòng bếp nhà mình là một phòng riêng, sẽ sử dụng hai tấm tiền cửu tinh chấn giữ tại cửa phòng để giữ khí lại cho căn bếp nhà mình, giúp chấn sát kỵ tà lọc khí trước khi đi vào cửa bếp. Tại phòng vệ sinh, chúng ta sẽ cần biện pháp thông khí cho căn nhà. Đối với nhà chung cư thì nên bật quạt hút gió liên tục với lắp thêm phần tay co thủy lực giúp cửa nhà vệ sinh luôn luôn đóng lại, giữ cho phần âm khí, uế khí không lọt ra ngoài. Cùng với đó, để hóa giải hết những uế khí trên, gia chủ cần sử dụng bộ hoa mai chấn sát dán tại khuôn cửa nhà vệ sinh nhà mình. Trường hợp kế tiếp là khi đặt vị trí nhà vệ sinh tại chính giữa căn nhà hay còn được gọi là chung cung. Trường hợp này thường gặp khi bạn ở tại các căn chung cư, các gia đình bố trí theo phong cách châu Âu sẽ thường xuyên gặp phải vấn đề này. Khi bố trí nhà vệ sinh như vậy sẽ mang lại ảnh hưởng không nhỏ tới căn nhà. Chung cung thuộc hành thổ, nhà vệ sinh thuộc hành thủy, thổ thủy tương khắc sẽ tạo ra những nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng tới ngôi nhà. Ngoài ra thì nhà vệ sinh là nơi sản sinh âm khí, uế khí, chứa nhiều vi khuẩn xấu đặt tại phần chung cung như vậy sẽ dẫn tới mọi người trong nhà không được thoải mái, dẫn tới các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, nhất là liên quan tới đường ruột, bệnh về đường hô hấp. Còn đối với trường hợp này, thường khi tư vấn các gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Tốt nhất sẽ chuyển nhà vệ sinh qua vị trí khác phù hợp với công năng sử dụng và phong thủy căn nhà mình. Nếu không được thì chính tại căn nhà vệ sinh sẽ làm phần tay co thủy lực để giữ cửa luôn đóng lại, không cho phần âm khí, uế khí thoát ra ngoài. Kết hợp với đó là sẽ sử dụng thêm 3 đồng hoa mai rời gắn tại khuôn cửa nhà vệ sinh để hóa giải hết phần âm khí và uế khí. Ngoài ra, do trong nhà vệ sinh sẽ có nhiều phần âm khí nên mạnh chủ có thể sử dụng thêm một hũ đá thạch anh nhỏ đặt vào góc khuất trong nhà vệ sinh để kích hoạt phần dương khí, tạo cân bằng âm dương. Và bạn cần phải chú ý luôn luôn mở quạt thông gió để căn phòng được thông thoáng nhé. Trong trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là trường hợp nhà vệ sinh đặt tại phương vị cung bản mệnh của thành viên trong gia đình nhà mình. Nhà vệ sinh là nơi sản sinh ra nhiều phần âm khí, uế khí nhất trong nhà. Khi đặt vào cung bản mệnh của các thành viên trong nhà dẫn tới mệnh chủ ảnh hưởng tới tính cách của mệnh chủ. Ngoài ra, về mặt sức khỏe thường xuyên mắc phải bệnh liên quan đến đường ruột, nặng hơn có thể bị các bệnh liên quan tới tim mạch và tuần hoàn. Trong trường hợp này sẽ được hiểu như sau. Trên la bàn 24 sơn hướng sẽ có các phương vị do các con giáp đóng giữ và chủ quản. Khi đặt khu bếp vào các phương vị đó dẫn tới ảnh hưởng. Đối với nhà có các mệnh chủ tuổi Tý phạm sát là khi nhà vệ sinh đặt vào phương vị Bắc 0 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Sửu được tính khi mà nhà vệ sinh đặt trong phương vị 30 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Dần được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 60 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Khi trong nhà có mệnh chủ tuổi Mão được tính là phạm sát khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 90 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với nhà có mệnh chủ tuổi Thìn sẽ được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 90 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Khi trong nhà có mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ được tính là phạm sát khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 120 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Ngọ sẽ được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 180 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Khi trong nhà có mệnh chủ tuổi Mùi sẽ được tính là phạm sát khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 210 độ cộng hoặc trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Thân sẽ được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 240 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Dậu được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 270 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Tuất được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 300 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với những nhà có mệnh chủ tuổi Hợi sẽ được tính khi nhà vệ sinh đặt trong phương vị 330 độ cộng trừ 7,5 độ được tính từ tâm nhà. Đối với trường hợp này, khi mà tư vấn, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt thường sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Phương án thứ nhất cũng là phương án tối ưu nhất, mệnh chủ nên chuyển qua căn nhà khác và nên được sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy ngay từ đầu. Phương án thứ hai, chính căn nhà vệ sinh sẽ làm phần tay co thủy lực để giữ cửa luôn đóng lại, không cho phần âm khí, uế khí thoát ra ngoài.
Kết hợp với đó sẽ sử dụng thêm 3 đồng hoa mai rời gắn tại khuôn cửa nhà vệ sinh để hóa giải hết phần âm khí uế khí. Ngoài ra, do trong nhà vệ sinh có nhiều phần âm khí nên mà chủ có thể sử dụng thêm một hũ đá thạch anh nhỏ đặt vào góc khuất trong nhà vệ sinh để kích hoạt phần dương khí, tạo cân bằng âm dương. Cùng với đó, mệnh chủ bị ảnh hưởng sẽ cần sử dụng thêm những trang sức trợ mệnh để mang lại bình an cũng như may mắn sức khỏe tới cho mình như minh quang pháp bảo hoặc vòng bát bảo tâm kinh. Cùng với đó là khu vực bếp cần để thông thoáng. Trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình này. Trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình sẽ là trường hợp nhà vệ sinh đặt tại phương vị cung càn cấn tốn hôn. Đối với cung càn sẽ có giải độ số từ 307,5 đến 322,5 độ, hướng Tây Bắc được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà vệ sinh vào phương vị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trạch chủ, người cha trong nhà. Đối với cung cấn sẽ có giải độ số từ 37,5 đến 52,5 độ, hướng Đông Bắc được tính từ tâm nhà. Khi mà đặt nhà vệ sinh vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới người con trai út trong nhà. Đối với cung tốn sẽ có giải độ số từ 127,5 đến 152,5 độ, hướng Đông Nam được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà vệ sinh vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới người con gái cả trong nhà. Đối với cung khôn sẽ có giải độ số từ 217,5 đến 232,5 độ, hướng Tây Nam được tính từ tâm nhà. Khi đặt nhà vệ sinh vào phương vị này ảnh hưởng trực tiếp tới người con gái cả trong nhà. Các trường hợp nêu trên sẽ dẫn tới mệnh chủ tính tình thất thường, khó tập trung. Ngoài ra, về mặt sức khỏe, thường xuyên mắc phải những bệnh liên quan đến đường ruột và các bệnh như đau đầu, các bệnh liên quan tới vùng tiền đình, nặng hơn có thể bị các bệnh liên quan tới tim mạch và tuần hoàn. Đối với trường hợp này, thường khi tư vấn, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt thường sẽ khuyên gia chủ cần có biện pháp hóa giải như sau. Phương án thứ nhất và cũng là tối ưu nhất, mệnh chủ nên chuyển qua căn nhà khác và nên được sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy ngay từ đầu. Phương án thứ hai, chính căn nhà vệ sinh sẽ làm phần tay co thủy lực để giữ cửa luôn đóng lại, không cho phần âm khí, uế khí thoát ra ngoài. Kết hợp với đó sẽ sử dụng thêm 3 đồng hoa mai rời gắn tại khuôn cửa nhà vệ sinh để hóa giải hết phần âm khí, uế khí. Ngoài ra, do trong nhà vệ sinh sẽ có nhiều phần âm khí nên mà chủ có thể sử dụng thêm một hũ đá thạch anh nhỏ đặt vào góc khuất trong nhà vệ sinh để kích hoạt phần dương khí, tạo cân bằng âm dương. Cùng với đó, mệnh chủ bị ảnh hưởng sẽ cần sử dụng thêm những trang sức trợ mệnh để mang lại bình an cũng như may mắn sức khỏe cho mình như là minh quang pháp bảo hoặc vòng bát bảo tâm kinh. Ngoài ra, mệnh chủ luôn luôn bật quạt thông gió để căn phòng này được thông thoáng. Trên đây, Phong thủy may mắn đã chia sẻ với anh chị về các trường hợp nhà vệ sinh đặt sai phong thủy, khắc ứng của các thế sát và phương án hóa giải. Hy vọng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc thiết kế, bố trí công năng trong nhà, vừa đẹp kiến trúc lại hợp phong thủy, ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.